Xin chào Pì Nọ, nhưng mà Pì Nọ đến hội Tân Thành thì nghe xin giao duyên. Các anh chị đi vào trong chỗ này kín lắm này, lùm cây này, hai chị gái Bắc Giang đấy, anh trai Lộc Bình nhỉ? Dịch vào đây đi chị, đừng bẻ cây nhá. Bẻ cây là bắt đấy. Không, tí hát xấu hổ ngượng quá, cứ bẻ cây thì thôi đấy. Cái này người ta dâm cái cây tre thôi. Không phải đâu. Không sao đâu. Anh dịch ra đây một tí nữa. Thì đẹp hai anh. Đấy, như thế đẹp lắm. Thấy chưa? Vừa lắm rồi nhá. Đứng im nhá. Chân không nhúc nhích. Chào gái. Vừa lắm sao? Không gần đâu chị ạ, vừa lắm rồi. Không gần đâu. Vừa thấy bốn người luôn rồi. Đẹp rồi nhá, cứ hát tự nhiên đi nhá. Đây là ghi đấy, anh đang ghi rồi phải không? Bao là tôi áo đen,
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay thì cảm ơn à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngài à nhà lưới con tàu. Yeah.
này ơi chị ơi. Yeah.